Đây là trọn bộ sản phẩm mà người bán giới thiệu là kit thử nhanh COVID-19 bằng nước bọt, có khả năng cho kết quả chỉ sau 5 phút. Tuy nhiên, khi đội quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội kiểm tra thu giữ tại cơ sở kinh doanh trang thiết bị thuộc Công ty Cổ phần Tổng hợp Lâm Khang tại khu đô thị Đại Kim, quận Hoàng Mai, thì người đại diện lại không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp cho lô sản phẩm. Khi mà giao bán thì những người kinh doanh đều khẳng định những sản phẩm này thì có khả năng xác định được một người có dương tính với COVID-19 hay không. Tuy nhiên thì điều đó khó ai có thể đảm bảo được. Vì hiện nay toàn bộ những thiết bị ở đây thì đều chưa được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành. Dù là mặt hàng thuộc danh mục thiết bị y tế, nhưng làm việc với cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp khai nhận đã mua trôi nổi trên mạng Internet để bán kiếm lời trong dịch bệnh. Theo tài liệu trinh sát, rất nhiều người đã mua các sản phẩm này trong các hội nhóm mua bán trên Zalo. Nếu đặt với số lượng lớn, giá chỉ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một sản phẩm. Tuy nhiên, khi hành vi kinh doanh hàng trôi nổi bị phát giác, thì những thông tin giao dịch trước đó nhanh chóng bị xóa bỏ. Chào mời là đến xem thì không được, phải chuyển khoản thì sẽ được chuyển hàng đến. Thậm chí là có cả video hướng dẫn về cách sử dụng như thế nào, ra làm sao. Nhưng tất cả là đều qua mạng xã hội hết. Do đó cái việc mà để xác định được, để bắt giữ được, thật sự là khó khăn. Hiện nay các sinh phẩm, kit xét nghiệm SARS-CoV-2 muốn nhập khẩu về Việt Nam phải được Hội đồng Thẩm định, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế Bộ Y tế thẩm định và cấp phép mới được lưu hành. Vậy nên trước tình trạng giao bán rầm rộ như thời gian vừa qua, Bộ Y tế đã cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi những sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành khi xét nghiệm có thể cho kết quả không chính xác. Như vậy không những mất tiền oan, mà nếu tin tưởng vào những kết quả này còn tiềm ẩn nguy cơ phát tán và lây lan dịch bệnh cho cộng đồng.